Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thời tiết trên các vùng biển của nước ta đang chịu tác động chính của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp trên Biển Đông với xu hướng là nâng trục lên phía Bắc. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng phía Bắc vĩ tuyến 15 sẽ là vùng chịu tác động chính của giải hội tụ nhiệt đới này. Dù cường độ của giải hội tụ không quá mạnh nhưng khả năng xảy ra hiện tượng lốc xoáy hay là gió giật là khá cao, nhất là ở khu vực phía Bắc của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc sẽ tạo điều kiện cho vùng gió Tây Nam mở rộng lên theo. Vì thế mà từ nay tới 2 đến 3 ngày tới, khu vực giữa của Biển Đông, gió sẽ chuyển dần sang hướng Tây Nam. Những cơn mưa rào và dông tiếp tục duy trì nên trên khu vực. Đồng nghĩa tầm nhìn xa ở khu vực này trong 3 ngày tới vẫn thấp dưới 10 km. Nguy cơ xảy ra lốc xoáy mặc dù không cao như khu vực phía Bắc của Biển Đông nhưng cũng có thể xảy ra. Còn với khu vực phía Nam của Biển Đông vẫn đang là vùng chịu tác động mạnh của gió mùa Tây Nam ở mức cấp 5 và có lúc cấp 6. Sóng biển cả đêm lẫn ngày đều cao trên 2 mét. Mưa dông cũng xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn xa thấp, ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động lưu thông hàng hải và khai thác ngư trường trên khu vực phía Nam Biển Đông, cũng như trên quần đảo Trường Sa. Là vùng chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam mạnh, với gió Tây Nam luôn duy trì cường độ mạnh cấp 5 và có lúc cấp 6. Vì thế mà ở khu vực biển, từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau khoảng thời gian trong đêm nay và ngày mai, vẫn duy trì tình trạng biển động với sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét. Ngoài ra, mưa sông cũng xuất hiện nhiều bất kể ngày đêm nên tầm nhìn xa hầu như là không lúc nào vượt quá 10 km. Các hoạt động đi lại trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.